Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Trên tay mình đây đang là chiếc Xiaomi 13 Lite. Đây là cái phiên bản thấp cấp nhất trong dòng Xiaomi 13 series. Thì trong video hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau mở hộp cũng như là đánh giá nhanh cái sản phẩm này để xem là trong tầm giá khoảng 11 triệu đồng thì chiếc Xiaomi 13 Lite này nó có những cái gì và nâng cấp gì so với phiên bản Xiaomi 12 Lite nhé. Và nếu như bạn nào muốn tham khảo cái chiếc Xiaomi 13 Lite này thì có thể truy cập link mình để phía bên dưới phần mô tả để đặt hàng trước tại Di Động Việt. Hiện tại thì Di Động Việt đang cho đặt hàng trước bộ 3 Xiaomi 13 series, bao gồm Xiaomi 13 Lite này, Xiaomi 13 và Xiaomi 13 Pro. Ok, bây giờ thì mình sẽ xem bên trong phần phụ kiện của sản phẩm này nó có những cái gì nhá. Cái phụ kiện ở phía bên dưới đây thì nó sẽ có một cái hộp nữa, và cái hộp này thì sẽ đựng cho chúng ta đó chính là que chọc SIM này, ốp lưng silicone và sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp theo, về phụ kiện ở phía bên dưới đây thì nó sẽ có một củ sạc nhanh với công suất là 67W, tương tự như chiếc Xiaomi 13, và một sợi dây cáp USB-C. Với toàn bộ phụ kiện của nó cũng không có gì quá đặc biệt cả. Quay trở lại với chiếc Xiaomi 13 Lite của chúng ta. Đây, các bạn nhìn thấy mặt trước đây có thiết kế rất là quen thuộc đúng không? Dynamic Island ở phiên bản Android, giống như ở trên cái chiếc Xiaomi CV2 mà trước đây Xiaomi đã từng ra mắt rồi. Và nó có thiết kế cụm camera selfie này thì giống với Dynamic Island của Apple. Cái phần Dynamic Island Fake này thì nó đang được trang bị một cụm camera selfie kép. Thì ống kính chính của nó sẽ có độ phân giải đó chính là 32 megapixel, và một ống kính đo độ sâu để chụp ảnh thuyết dung sao phông có độ phân giải là 8 megapixel. Ở mặt trước của chiếc Xiaomi 13 Lite này thì nó cũng sẽ là một cái màn hình cong. Về thông số kỹ thuật thì kích thước màn hình của nó sẽ là 6,55 inch, độ phân giải là Full HD cộng, tần số quét màn hình là 120Hz, độ sáng tối đa đạt được là 1000 nit, hỗ trợ công nghệ HDR10 Plus và Dolby Vision. Còn về chất lượng hiển thị thì mình thấy nó hiển thị lên rất tốt, độ sáng của nó thì cực kỳ cao. Còn về màu sắc thì nó rất là tươi tắn, độ tương phản tốt. Đây là đặc điểm thường thấy ở trên màn hình của tấm nền AMOLED. Mặt sau lưng của sản phẩm này thì nó sẽ được làm từ chất liệu đó chính là kính nhám mờ, giúp hạn chế mồ hôi và dấu vân tay. Đặc biệt là phiên bản màu hồng này sẽ rất là phù hợp dành cho những bạn nữ. Và mặt lưng sau của nó thì cũng sẽ được bo cong 3D cho cảm giác cầm nắm trên tay nó rất là thoải mái. Tuy nhiên thì phần khung viền của nó sẽ chỉ được làm từ nhựa mà thôi. Đây là cái điểm cắt giảm để cho nó phù hợp với cái tên Lite. Ở góc trên bên trái thì chiếc máy này nó sẽ có một cụm camera, bao gồm ống kính chính có độ phân giải là 50MP, ống kính góc siêu rộng có độ phân giải là 8MP, và ống kính còn lại là ống kính chụp ảnh macro có độ phân giải là 2MP. Một vài chi tiết khác về thiết kế thì ở cạnh bên phải đây nó sẽ có phím nguồn và phím tăng giảm lượng này. Tiếp theo ở dưới cạnh đáy thì nó sẽ có khay SIM, mic đàm thoại, cổng sạc USB-C và loa ngoài. Ở phía cạnh bên trên thì nó sẽ có một cái cổng hồng ngoại để điều khiển các thiết bị ngoại vi, kèm theo đó là một cái mic phụ để thu âm. Và đó tổng quan về thiết kế cũng như màn hình của cái chiếc Xiaomi 13 Lite. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về phần cấu hình của sản phẩm này. Về cấu hình thì chiếc Xiaomi 13 Lite này nó sẽ được trang bị một con chip đến từ Qualcomm. Đó là một con chip rất là mới, là Snapdragon 7 Gen 1. Đi kèm với dụng RAM thì sẽ có hai phiên bản bao gồm 8 và 12GB. Ở bên trong là 256GB. Viên pin của máy thì sẽ có dung lượng là 4500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 67W. Về điểm số AnTuTu chấm được của con chip Snapdragon 7 Gen 1 thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 561.000 điểm. Điểm CPU đạt được là 157.000 và điểm GPU đạt được là 175.000 với nhân là Adreno 644. Trong video tới thì mình sẽ tiến hành test thử hiệu năng chơi game ở trên cái con chip mới này của Qualcomm nhé. Còn về phần mềm thì hiện tại nó đang được chạy ở trên cái giao diện MIUI. Và đây thì mình sẽ vào phần cài đặt để xem thông tin chi tiết. Nó hiện tại đang được chạy ở phiên bản đó trên Android 12 thôi. Khá là đáng tiếc khi mà chưa được lên Android 13. Kèm theo đó là phiên bản MIUI đó chính là 14.0.1. Ok, và đó là cái bài mở hộp cũng như là chi tiết nhanh của mình về chiếc Xiaomi 13 Lite, phiên bản rút gọn của cái chiếc Xiaomi 13 cũng như là 13 Pro. Và mình thấy nó gần như là cái chiếc Xiaomi CV2 được đổi tên thôi, chứ nó không có khác biệt gì quá nhiều. À, chỉ khác duy nhất đó chính là về camera selfie ở phía mặt trước thôi. Còn lại thì về thiết kế, về thông số kỹ thuật màn hình, pin và chip thì đều hoàn toàn giống hệt so với chiếc Xiaomi CV2. Và nếu như bạn nào muốn tham khảo và đặt hàng trước cái chiếc Xiaomi 13 Lite này thì có thể truy cập link mình để phía bên dưới phần mô tả nhé, tham khảo tại Di Động Việt. Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về chiếc máy này, và trong tầm giá khoảng hơn 11 triệu đồng thì các bạn có chọn mua nó hay không? Xin mời để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.